Những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất showbiz bất chấp định kiến đến với nhau từ khi tay trắng. Đăng Khôi, Thủy Anh. Thủy Anh quen Đăng Khôi từ cách đây hơn 10 năm. Khi ấy cô còn là hot girl bao chàng trai theo đuổi, còn Đăng Khôi cũng đã có tên tuổi trong showbiz. 5 năm đầu khi mới yêu, vợ chồng Thủy Anh từng sống xa nhau. Cô phải hoàn thành việc học, còn Đăng Khôi tạo dựng sự nghiệp trong Sài Gòn. Từ bỏ cơ hội dấn thân vào showbiz để theo Đăng Khôi lập nghiệp. Thậm chí còn bị nam ca sĩ nợ một đám cưới lãng mạn và hạnh phúc. Nhưng đến nay, Thủy Anh đã chứng minh được quyết định liều lĩnh của mình khi xưa là hoàn toàn xứng đáng. Cho tới nay thì hai người luôn được đánh giá là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân cũng nhiều sóng gió, từ việc nhà Đăng Khôi bị cháy không còn gì, cho đến lúc mẹ anh ốm nặng, Thủy Anh vẫn luôn sát cánh cùng nam ca sĩ vực dậy gia đình. Cặp đôi hiện đang tận hưởng niềm hạnh phúc bình yên bên hai cậu con trai đáng yêu. Công Vinh Thủy Tiên, từ cặp đôi bị nghi ngờ yêu để đánh bóng tên tuổi, hơn 9 năm yêu nhau, Công Vinh Thủy Tiên đã khiến công chúng phải có sự thay đổi suy nghĩ. Trải qua nhiều khó khăn từ việc Công Vinh bị đứt dây chằng hay xôn xao chuyện Thủy Tiên từng bị xâm hại lúc nhỏ, cặp đôi vẫn cùng nhau vượt qua mọi điều tiếng để hạnh phúc tới giờ đây. Đều là người nổi tiếng bận rộn với công việc, nhưng Công Vinh luôn muốn dành thời gian rảnh rỗi ở bên vợ con. Trong khi đó, Thủy Tiên là một người phụ nữ đảm đang khéo léo ở nhà. Cô lo từng bữa ăn cho chồng con, chăm sóc nhà cửa và còn trồng rau sạch trong nhà để có thể yên tâm hơn về sức khỏe gia đình. Cặp đôi thường xuyên dành cho nhau những hành động câu nói vô cùng lãng mạn, dù đã ở bên nhau nhiều năm, khiến cho ai nấy đều chứng kiến vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống bình yên bên con của cặp đôi khiến người hâm mộ yêu mến. Trong khi Công Vinh lý giải hôn nhân của mình là nhân duyên đặc biệt, thì bà xã Thủy Tiên cũng rất biết định chồng. Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có duy nhất một chốn đổ về, đó là gia đình. Lễ Tết đi đâu làm gì mà được ở bên nhau thì nơi đó chính là thiên đường. Lý Hải Minh Hà. Nhắc đến những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc của showbiz thì không thể thiếu vợ chồng Lý Hải Minh Hà. Dù có với nhau 4 người con, nhưng cặp đôi vẫn sống hạnh phúc và vô cùng vui vẻ. Minh Hà từng tiết lộ Lý Hải không phải là người đàn ông quá lãng mạn, nhưng anh luôn dành hết tình yêu cho vợ và các con. Nên duyên vợ chồng cùng Lý Hải, Minh Hà đã tập từ bỏ những hào quang của riêng mình. Thay vì đi du học, cô quyết định vừa chăm con vừa lấy bằng tiến sĩ ngành luật thương mại quốc tế bằng cách du học từ xa. Cũng chính nhờ sự hy sinh của Minh Hà mà Lý Hải mới thành công trong vai trò đạo diễn như ngày hôm nay. Cuộc sống hôn nhân của gia đình nam ca sĩ thật sự khiến bao người phải ao ước. Phan Hiển, Khánh Thi. Mối tình cô trò Khánh Thi, Phan Hiển cũng từng một thời gây xôn xao làng giải trí. Thời điểm yêu Khánh Thi, Phan Hiển mới chỉ là một cậu nhóc chưa đầy 20 tuổi, nhút nhát rụt rè và thiếu rất nhiều kinh nghiệm sống. Còn Khánh Thi lúc đó đã là nữ hoàng tên bót đình đám từng trải. Sự khác biệt giữa hai người lớn tới mức không chỉ bị gia đình phản đối mà cả khán giả cũng chẳng thuận mắt. Phải mất một chặng đường rất dài, Khánh Thi mới có thể chính thức bước chân vào đại gia đình nhà chồng theo đúng nghĩa. Không chỉ nhờ việc hạ sinh hai thiên thần, Phan Hiển cũng đã nỗ lực chứng minh cho công chúng thấy mình là người đàn ông trưởng thành, có đủ sức chăm lo cho gia đình. Thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có thể nở một nụ cười hạnh phúc và viên mãn. Sau quá nhiều sóng gió thử thách, cuộc hôn nhân của hai người rốt cuộc đã phủ đầy một màu hồng hạnh phúc. Đức Thịnh, Thanh Thúy. Thanh Thúy Đức Thịnh kết hôn đã được 10 năm, sóng gió ồn ào gì cũng từng nếm trải. Là nghệ sĩ cùng hoạt động trong làng giải trí, hai vợ chồng đôi khi không tránh được cảm giác mệt mỏi hoang mang vì quá nhiều tin đồn xấu bủa vây quanh cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng bằng tình yêu, lòng vị tha và sự thấu hiểu, cặp vợ chồng nghệ sĩ này đã cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn. Ở thời điểm hiện tại, khi sóng gió nằm gọn dưới chân, Thanh Thúy Đức Thịnh vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Dịp Tết vừa qua, Thanh Thúy đã chính thức hạ sinh cậu con trai thứ hai và được đông đảo bạn bè, người thân gửi lời chúc mừng. Minh Khang, Thúy Hạnh. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này từng khiến showbiz Việt ngã ngửa bởi chênh lệch quá lớn về cả tính cách lẫn ngoại hình. Trong khi Thúy Hạnh, người đẹp nổi tiếng Đức Bắc, được cả thanh lẫn sắc, thì Minh Khang khi đó chỉ là một nhạc sĩ sai thanh, hoàn toàn không phải đại gia, cũng chẳng có lợi thế về ngoại hình. Thế mà chỉ sau 6 tháng hẹn hò, Thúy Hạnh khi đó đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp đã quyết định vứt bỏ tất cả, từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn, xây dựng cuộc sống gia đình với Minh Khang từ hai bàn tay trắng. Thời điểm làm đám cưới với Thúy Hạnh, anh gần như không có gì trong tay, thậm chí tiền làm đám cưới cũng phải đi vay mượn. Thế nhưng rồi qua bao năm tháng, cặp đôi nỗ lực cố gắng làm việc không biết mệt mỏi. Giờ đây cả hai đã có thể vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn bên hai cô công chúa nhỏ. Bất cứ lần nào xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều khiến khán giả vô cùng ghen tị. Khi thấy họ dù đã 10 năm chung sống nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc và lãng mạn. Không ít lần Minh Khang vừa nói về vợ vừa rơi nước mắt vì xúc động.
Chính những tình cảm chân thành của cả hai dành cho nhau đã gắn kết họ cho tới tận bây giờ. Sự tin tưởng, nhường nhịn, thấu hiểu chính là chìa khóa để họ trở thành gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Việt.